chào các bác nha, em lên sóng phục vụ các bác cái chiếc iRobot Roomba E5, một con hàng mặt mũi còn rất đẹp luôn này, mặt rất mới nhé. Để em để số 1 đi kèm các bác một tường ảo tặng hai chổi. Cái model E5 này thì các bác có thể kết nối app điện thoại, các bác giữ hai cái nút này này, đặt lên đế, các bác giữ hai cái nút này, đấy, trên đường hình wifi này, đây là các bác kết nối app điện thoại được nhé, điều khiển từ xa trên điện thoại luôn. Quay sách này, đây tình trạng máy rất là đẹp, ok ngon lành. Máy đi kèm một máy này các bác này, một đế sạc điện 220 hay 100 đều được hết, một tường ảo tặng hai chổi, con này thì nó vào năm 2018 thôi nhé. Để máy tất cả thứ test ok ngon lành hết. Trước này thì em bán là 4,1 triệu, bảo hành 3 tháng. 4,1 triệu các bác nhé. Đi kèm phụ kiện như clip. Máy đã test này ok, ngon lành, chạy ok hết rồi. Các bác có nhu cầu các bác ủng hộ bên em nhé. Em sẽ test thử tường ảo các bác này. Bây giờ cái tường ảo nhé, các bác đặt đây. Các bác cho nó chạy đây này. Thẳng nhé. Mình... Đấy, nó nhìn thấy tường mình nó sẽ quay lại ngay. Yeah. Nó địa bàn nó hơi chật chội cho nên là chạy nha. Đấy, đặt cái nó từ xa nó đang quay đầu ngay rồi. Yeah. E5 coi nha, tầm máy khá là lành bền, tầm tiền vừa phải, kết nối app điện thoại, phụ kiện như trên clip, giá 4,1 triệu bảo hành 3 tháng. Chào các bác.